Tử vi về ngày 30 tháng 12 âm lịch Canh Dần. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc Công ty Kiến Trúc Phong Thủy Lộc Tài. Mỗi buổi sáng thức dậy, quý vị và các bạn chắc hẳn rằng muốn biết ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra như thế nào, công việc, sức khỏe, vận trình có tốt hay không. Để giải đáp những thắc mắc đó, ngày hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát xin giới thiệu đến quý anh chị chương trình luận giải tử vi cát hung cho ngày 30 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn luận giải từ thầy Gia Cát và Hiệp hội Phong Thủy Việt. Anh chị hãy theo dõi để biết vận hạn của mình trong ngày hôm nay, đón nhận những lời khuyên giúp cho việc định hướng và lên kế hoạch cho ngày hôm nay trở nên dễ dàng. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng Công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan về ngày 30 tháng 12 âm lịch. Ngày 30 tháng 12 âm lịch còn gọi là ngày 30 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 11 tháng 2 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Canh Dần, có nạp âm là tùng bách mộc, tức là gỗ cây tùng. Do Dần và Thân chính xung, Canh dương kim khắc giáp dương mộc, Bính dương hỏa khắc Canh dương kim. Đây gọi là thiên khắc, địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Bính Thân sinh năm 1966 và Giáp Thân sinh năm 1944 và 2004. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 30 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp Canh dương kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nếu gia chủ tuổi Tý nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có mã tinh chiếu mệnh là tướng Bôn Ba nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Tuổi Tý trong năm nay cần gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Canh dương kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn có các thần thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý còn có hung thần kiếp sát chiếu mệnh. Hung thần này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ tuổi Sửu. Hơn nữa, vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp Canh dương kim là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Dần nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Ngoài ra, trong ngày còn có các thần thái cực đóng mệnh là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng. Mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Canh dương kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp khung hóa cát, chiêu ký nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì dương thổ gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Thìn nên hết sức chú ý và cẩn thận. Trong ngày có mã tinh chiếu mệnh là tướng Bôn Ba nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. May mắn còn có cát tinh là Quốc Ấn, đây là cát tinh chủ về tài lộc, nên những gia chủ tuổi Thìn nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước phát triển tốt hơn. Đặc biệt những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tí 2020 tương hợp với Thái Tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp canh dương kim là chính tài, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ, nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý trong ngày còn có hung thần kiếp sát chiếu mệnh. Hung thần này sẽ gây ảnh hưởng tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tí, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý, thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp canh dương kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày cần có các tinh phúc tinh giáng chiếu, cho nên những gia chủ tuổi Ngọ có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là công việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tí, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu ký nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp canh dương kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mùi, trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn trong ngày có các thần thiên ất quý nhân đóng mệnh, là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Đặc biệt, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tí, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tí là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay sẽ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp canh dương kim là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày có mã tinh chiếu mệnh là tướng Bôn Ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đâu đó. Ngoài ra còn có các tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên cần nắm chắc các cơ hội để phát triển bản thân. Đặc biệt, bước sang năm 2020, thái tuế Tý, thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. Người tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày hôm nay, bản mệnh nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày còn có hung tinh kình xương và kiếp sát chiếu mệnh chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Dậu cần tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Tuyệt đối tránh xa những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai cả. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tí 2020 do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy, nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất dương thổ gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Tuất nên hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. May mắn trong ngày có các thần kim dư chiếu mệnh là các tinh phú quý, trong ngày sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Tuất. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp canh dương kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được dinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Hợi. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày còn có hai cát tinh là Văn Xương và Quý Nhân, và Thái Cực chiếu mệnh là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử. Nhưng ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh, hành thông. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não, có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi trong ngày hôm nay, tránh xa những thị phi không đáng có và tinh thần lạc quan, vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 30 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.